Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng Ánh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học ngữ pháp N1 và mẫu câu chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là mẫu temiseru. Nhưng mà trước khi vào chi tiết thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài hình ảnh minh họa cho mẫu câu này nhé. Đây, một bạn nữ tóc cam thì trong suốt chương trình học ngữ pháp qua truyện tranh các bạn sẽ gặp các nhân vật như thế này, thì nhân vật tóc cam này sẽ tên là Aki, Aki-san. Các bạn thấy là bạn ấy đang leo đúng không nhỉ? Bạn đang leo núi, một ngọn núi trông khá là cao, khá là hiểm trở, phải dùng đến dây bảo hiểm. Đấy. Thì bạn ấy có một cái gương mặt thể hiện một cái thái độ rất là quyết tâm, đúng không? Có thể là những người bạn của bạn ấy thách thức chẳng hạn, hoặc là tự bạn ấy đề ra cái mục tiêu cho mình. Và khi đó trong đầu bạn ấy nghĩ một câu như này. Bạn nghĩ là hontoni tsurai kedo zettai ni chōjō made nobotte miseru. Đấy. Có nghĩa là gì nhỉ? Mặc dù rất là khó khăn, rất là khổ, rất là cực, thế nhưng nhất định là mình sẽ gì đây nhỉ? Mình sẽ ở đây, nếu các bạn nhìn thấy có động từ noboru có nghĩa là leo, đúng không? Chōjō đây là đỉnh núi. Đấy, leo đến đỉnh núi thì tại sao lại có thêm cái miseru vào? Thì chúng ta khi mà chưa học ngữ pháp này chúng ta có hiểu rằng là gì đấy? Động từ miseru có nghĩa là cho xem, cho thấy đấy. Thì khi ghép với lại cái ngữ pháp này chúng ta có thể đoán là mang nghĩa là gì nhỉ? À, sẽ làm hành động đấy cho mà xem, sẽ leo lên đến đỉnh cho mà xem. Đấy, chẳng hạn như là trong tiếng Việt mình cũng rất là hay dùng cái cách nói là cho mà xem, đúng không? Tao làm cho mà xem, tao thắng cho mà xem. Đấy, nó dùng để thể hiện gì nhỉ? Nó dùng để thể hiện quyết tâm. Thì trong tiếng Nhật ấy cũng có cái cách nói tương tự nhá. Đó là khi động từ chúng ta chia thể T và cộng với miseru sẽ thể hiện điều đó. Và ở đây bạn ấy thể hiện một cái quyết tâm, đó là gì nhỉ? Đó là khó khăn đấy, vất vả gian khổ đấy, nhưng mà sẽ trèo lên đến đỉnh, leo lên tận đỉnh cho mà xem, cho mà thấy. Thì đó là cái cách dùng đầu tiên của cái mẫu này. Tí nữa chi tiết chúng ta sẽ tính sau, nhưng mà tạm thời là như vậy. Còn ở bức tranh này, ở bức tranh này thì đây là bạn tóc đen. Bạn tóc đen sẽ tên là Genki, Genki-san. Đấy, Genki-chan. Thì bạn Genki đang đi học chơi golf đúng không? Và thầy đúng nhỉ? Huấn luyện viên đang dạy cách chơi. Đấy. Thì có một câu như thế này. Đó là Kochi wa koyatte yarunda to teho yatte miseta. Thì trong trường hợp này ấy, các bạn cũng thấy dạng thức là temiseru, mẫu câu temiseru thì quá khứ này. Nhưng mà nó lại không giống như cái ngữ nghĩa của cái ví dụ phía trước, đúng nhỉ, của bạn Aki. Ở đây không phải là làm cho mà xem thể hiện cái quyết tâm nữa, mà gì đấy, mà là cái trong trường hợp này nó nghĩa là chính xác là làm cho mà xem thật. Đấy. Làm cho mà xem, nhưng có hai cái cách hiểu đúng không nhỉ? Thì câu này có nghĩa là huấn luyện viên ấy nói đúng không? Cái này có thể là lược bớt của toite đi nhá, là nói huấn luyện viên nói là làm như thế này này. Đấy. Và sau đấy làm sao? Sau đấy là làm mẫu cho bạn này xem đúng không? Chúng ta có thể tách ra là teho yatte có nghĩa là làm mẫu này. Và miseru là cho xem, cho thấy, thì thầy đúng nhỉ, huấn luyện viên đang làm cho bạn ấy xem mẫu để bạn ấy bắt chước theo. Thì chúng ta thấy là cái mẫu này có hai cách sử dụng như thế nhá. Một là cho mà xem thể hiện cái sự ý chí quyết tâm. Đấy, muốn làm cho bằng được một cái việc gì đấy. Và cái nghĩa thứ hai đó là gì nhỉ? Làm để thể hiện cho người khác thấy cái hành động cụ thể, cái mẫu là như thế nào, để người ta có thể học theo hoặc là bắt chước. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở trong phần tiếp theo. Ý nghĩa của mẫu câu này đấy là cho xem hoặc là cho mà xem. Phần phía trước sẽ là động từ. Tùy từng cái cách sử dụng chúng ta sẽ dịch khác nhau. Cách sử dụng này, cách 1. Cách 1 dùng để diễn tả việc thể hiện động tác, hành động cụ thể nào đó cho đối phương hiểu. Với cách sử dụng này, đôi lúc mẫu câu được viết ở dạng chữ Hán là temiseru. Đây, chữ kiến, đúng không? Động từ miseru là cho thấy, cho xem đấy. Thì các bạn thấy là rõ ràng là nếu như ở ví dụ chúng ta vừa xét thì cái bức tranh này đúng không? Câu chuyện này ấy, thì nó mang tính chất là cách dùng đầu tiên đúng không nhỉ?
đây, cô Chi là huấn luyện viên ấy, đang gì đấy, đang làm mẫu đúng nhỉ, đang thể hiện một động tác, đang thể hiện một cái hành động cụ thể cho đối phương là bạn Genki đúng nhỉ, bạn ấy xem, bạn ấy biết, bạn ấy nắm được cái cách thức đó, thì đấy là cách dùng đầu tiên nhá. Còn cách dùng thứ hai này là cách dùng mà chúng ta vừa mới thấy ở phần giới thiệu một đấy đúng nhỉ, về bạn Aki leo núi đấy, đó là dùng để diễn tả ý chí quyết tâm của người nói về việc hoàn thành một điều gì đó. Đấy, bạn ấy rất là ý chí, bạn ấy thể hiện cái quyết tâm cao độ là chinh phục đỉnh núi đúng không? Thì với cách sử dụng này thường sẽ đi kèm với các phó từ như là kanarazu, zettai và kitto. Đấy, những cái phó từ này là thể hiện mức độ đúng không? Mức độ gì nhỉ? Mức độ tuyệt đối, chắc chắn đấy. Thì thông thường là cả hai cái cách sử dụng này ấy, nó đều đi kèm với lại các động từ diễn tả ý chí nhá. Thì nó là cách sử dụng nào thì chúng ta buộc chúng ta phải theo từng văn cảnh, từng động từ để chúng ta phân biệt. Tiếp theo đó là cách kết hợp. Cách kết hợp này thì rất là đơn giản. Đó là động từ thể T các bạn sẽ cộng với lại miseru ở phía sau. Thì đến thời điểm này là học sang N1 rồi, chắc là không có bạn nào chưa biết chia thể T đâu đúng không? Động từ thể T chúng ta cộng miseru. Nếu như những cái mẫu câu nào mà nó có nhiều cách chia ấy, thì sensei sẽ tách ra từng cách chia một ở từng câu ví dụ. Nhưng mà khi chỉ có một cách chia thì sẽ là để riêng ở đây nhá. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm các câu ví dụ này. Ở đây sensei sẽ chia theo câu ví dụ theo từng cách sử dụng. Ví dụ với cách đầu tiên là diễn tả việc thể hiện hành động động tác cụ thể cho đối phương hiểu đúng không? Thì câu đầu tiên này. Ichi, watashi ga yatte miseru no de mane shite kudasai. Đấy, ở đây có động từ mane suru có nghĩa là bắt chước, học theo. Bởi vì tôi sẽ làm cho cậu xem nên là cậu hãy học theo tôi nhé, hãy bắt chước tôi nhé. Câu ví dụ thứ hai này. Onanoko wa mo naite inai yo to itte warate miseta. Là cô bé nói là em không khóc nữa đâu, đúng nhỉ? Và đã cười và rồi sau đó là cười cho tôi thấy. Đấy. Kiểu như là cô bé là lúc trước là khóc đúng không? Và người này dỗ, đúng nhỉ? Cô bé hoặc là bạn gái cũng có thể dùng cái này được. Đấy, dỗ và bạn ấy nói là không khóc nữa, sau đấy là cười, đúng nhỉ? Cười cho người này thấy được cái hành động của bạn ấy để cho người này đỡ suy nghĩ, đỡ lo. Tiếp theo này, câu số 3 nhé. Các bạn thấy một cái từ trông rất là khó đúng không? Đây là kanji hán tự của từ hoa hồng đấy, là từ bara đấy đúng nhỉ? Bara no kanji ga wakaranakatta no de sensei ni kaite misete moratta. Đấy, bởi vì không biết chữ Hán của cái từ hoa hồng đúng nhỉ? Của từ bara viết là như thế nào nên là tôi đã được thầy viết cho xem. Ở đây người ta dùng ở dạng Hán tự đúng không nhỉ? Tôi đã nhận được cái việc viết cho xem từ thầy. Đấy. Có rất là nhiều từ viết tương đối là khó, mặc dù là những từ mà chúng ta biết khá là phổ biến, ví dụ như từ đơn cử như từ từ hoa hồng này, bà ra này, hay một số từ khác như là từ kire đẹp ở trong tiếng Nhật cũng khá là khó viết. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái cách dùng hai là các câu ví dụ từ 4 đến 6 nhá. Ở đây sẽ có 6 câu ví dụ tổng cộng. Thông thường ấy, để nhấn mạnh thì các cái cách sử dụng thứ hai ấy, thể hiện quyết tâm thì người ta hay cho dấu chấm than. Tsugi no shihai dewa zettai ni katte miseru. Khi mà đọc thì các bạn cũng có thể đọc giọng nó cao cao một chút, thể hiện cái quyết tâm, thể hiện cái ý chí mạnh mẽ. Mặc dù là nhiều khi nó cũng chỉ là trong cái suy nghĩ của chúng ta không nói ra câu. Có câu này nghĩa là gì đây nhỉ? Nhất định là ở trong trận đấu tới ấy, đúng không? Thì ta sẽ thắng cho mà xem đúng không? Tao, tôi, tớ gì đó sẽ thắng cho mà xem, cho mà biết. Tiếp theo này, câu số 5 nhé. Kanarazu ishukan de 2kg yasete miseru. Là gì đấy? Nhất định trong một tuần ấy thì tôi sẽ gầy đi 2 cân cho mà xem. Kiểu là hơi mập một chút, thế là bị bạn bè khích bác đúng không? Đấy, và đưa ra cái câu nói như thế này, thể hiện cái quyết tâm muốn giảm cân của mình. Tiếp theo này, câu số 6 này.
Kito, shōdai wa yume na kashu ni natte miseru. Là chắc chắn là trong tương lai ấy, thì tôi sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng cho mà xem. Đấy. Hoặc là ngoài cái cách dịch nghĩa là cho mà xem thì chúng ta có thể dịch một số cách khác như là cho mà biết mặt, đúng không? Đấy. Hay là cho mà thấy. Thì đó là một số cái câu ví dụ ở trong mẫu ngữ pháp này. Các bạn thấy là ở cái cách sử dụng thứ hai ấy, nó thường sẽ đi kèm với các phó từ như là zetai ni, kanarazu hoặc là kito nhá. Thì đó là cái phần mẫu câu, phần câu ví dụ. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập một chút nhá. Phần denshu này, ở đây có hai câu để cho các bạn luyện tập. Câu thứ nhất, chính lần tới đây tao sẽ đỗ N1 cho mà xem. Kiểu đứa bạn là cái đứa mà nó đỗ N1 rồi đúng không? Và nó đá đẻo mình là gì mà mày thi mãi chẳng đỗ, đúng không nhỉ? Và mình thể hiện cái quyết tâm là mình nói ra câu này hoặc mình nghĩ câu này trong đầu. Đấy, thì với câu này mình sẽ viết như thế nào đây? Thì trước hết là chúng ta có thể, thực ra là cũng các bạn có thể phân nó làm cách dùng 1 hay cách dùng 2 thì tùy. Cách chia nó đều là VT cộng Miseru. Đấy. Còn nếu với cái sắc thái này thì nó sẽ là cách dùng thứ mấy? Cách dùng thứ hai đúng không? Thể hiện quyết tâm, ý chí đúng không nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ thử xem viết cái câu này như nào nhá. Đây. Rồi chúng ta cùng viết này. Đầu tiên là chính lần tới đây đúng không? Nó sẽ nhấn mạnh cái lần tới đúng không nhỉ? Lần tới sẽ là Kondo, đúng không nhỉ? Đấy. À, tới đây chính sẽ là ngữ pháp Koso, đúng không? À, vậy thì cái chính lần tới đây ý, chúng ta sẽ có đấy là từ Kondo Koso. À, còn đằng sau là tao sẽ đỗ N1 cho mà xem, đúng không? Thì chúng ta thấy có cái từ đỗ là gì nhỉ? Là từ Gokaku. Đấy. Chúng ta xem cái gì dễ chúng ta viết trước nhé. Gokaku shite miseru, đúng không? Là đỗ cho mà xem này. Cho một dấu chấm than để thể hiện cái sắc thái mạnh mẽ. Còn ở đằng trước, đúng không? Chúng ta có gì đây? Chúng ta có đỗ N1, đúng nhỉ? Thì chúng ta có thể để là gì đây? À, JJLPTNICHI đúng không? Đấy. Ni. À, nếu mà các bạn chỉ để N1 không thì có khi là người Nhật người ta sẽ không hiểu, nhưng nếu các bạn đọc là JLPT đúng nhỉ, hoặc các bạn đọc là Nihongo Noriku Shiken NICHI thì người ta sẽ dễ hiểu hơn nhá. Đó. Nếu mà muốn cái sắc thái nó mạnh hơn thì các bạn hãy thêm phó từ vào. Ví dụ các bạn có thể thêm phó từ zetai ni đúng không nhỉ? Và các bạn thêm phó từ kanarazu thì đó là được cái câu của chúng ta. Đó. Kondo koso zetai ni JLPT N1 ni gokaku shite miseru. Còn câu 2 này. Đầu tiên là tôi sẽ nhảy cho mọi người xem. Hãy cố gắng bắt chước nhé, đúng không? Kiểu như là một người một idol trong làng giải trí đúng không nhỉ? Một mình biết nhảy và người khác không biết, và mình sẽ phải làm mẫu cho mọi người và mình nói câu này. Thì chắc chắn đây là cách dùng thứ hai rồi. Chúng ta sẽ viết câu này như nào? Đầu tiên là mọi người sẽ viết vế một trước nhá, câu một trước. Đầu tiên tôi sẽ nhảy cho mọi người xem đúng không? Thì câu này thực ra ngắn nhất sẽ là gì nhỉ? Chỉ đơn giản nhảy là động từ odoru này, sẽ là odotte này. Đấy. Odotte miseru. Đúng không? Chỉ cần, thực ra chỉ cần nói như này là được rồi. Nhưng mà nếu mà muốn cái câu nó dài hơn một chút, hoặc là muốn nó thể hiện hết cái sắc thái nghĩa từ câu tiếng Việt ra ấy, đấy, thì chúng ta có thể thêm thắt vào. Ví dụ đầu tiên sẽ là mazu đúng không? Mazu thêm chủ ngữ watashi ga đúng không nhỉ? Minasan ni. Đấy. Mazu watashi ga minasan ni odotte miseru, là đầu tiên tôi sẽ nhảy cho mọi người xem nhá. Các bạn có thể bỏ cái minasan ni đi cũng được. Mazu watashi ga odotte miseru là được rồi. Hãy cố gắng bắt chước nhé, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng cái gì đây? Nhiều bạn sẽ nghĩ là dùng mấy cái động từ như là động từ gambatte, động từ gambaru, hay là dorikusuru, nỗ lực hay cố gắng ấy, nhưng mà nó sẽ hơi okashi, hơi kỳ một chút. Thì các bạn có thể dùng cái ngữ pháp gì đây? Dekiru dake đúng không nhỉ? Đấy. Hoặc là dekiru kagiri
Ở đây sẽ dùng dekiru dake nhá. Dekiru dake, bắt chước lại có từ động từ mane suru đúng không? Đấy, đây sẽ là mane shite. Shite ne, đúng nhỉ? Bởi vì câu trước mình đang dùng thể thường thì câu sau mình sẽ dùng là dạng thể thường của te kudasai nhá. Đó, còn nếu mình dùng là odotte misemasu thì đằng sau sẽ là mane shite kudasai. Đó thì cái câu đằng sau sẽ là mazu watashi ga minasan ni odotte miseru dekiru dake mane shite ne. Đó là cái ví dụ của chúng ta, thì các bạn hãy xem thật kỹ video để ghi nhớ cái cách sử dụng mẫu câu này, và các bạn hãy cố gắng là tự đặt ra các mẫu câu cho riêng mình nhá. Và đừng quên theo dõi các bài viết ở trên trang Facebook Ánh Sensei cũng như là các video trên kênh YouTube Ánh Sensei để không bỏ lỡ các bài học bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.